chiều nay quốc hội đã nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết của quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do quốc hội hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn sửa đổi tờ trình khẳng định dự thảo nghị quyết đã kịp thời thể chế hóa chủ trương đường lối của Đảng về công tác cán bộ, tạo được hành lang pháp lý đồng bộ thống nhất trong việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội, Hội đồng nhân dân, khắc phục được những hạn chế vướng mắc trong thực tiễn thi hành, đồng thời tăng cường trách nhiệm của người được lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ dự thảo nghị quyết sửa đổi bổ sung các trường hợp không lấy phiếu tín nhiệm đối với người đã có thông báo nghỉ công tác chờ nghỉ hưu thông báo nghỉ hưu hoặc được bổ nhiệm bầu cử trong năm lấy phiếu tín nhiệm. Dự thảo cũng quy định, người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nửa đến dưới 2 phần 3 tổng số đại biểu quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân đánh giá tín nhiệm thấp thì xin từ chức. Trường hợp không xin từ chức thì cơ quan hoặc người có thẩm quyền giới thiệu người đó để quốc hội, hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn có trách nhiệm chính quốc hội, hội đồng nhân dân đã tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm tại kỳ họp đó hoặc kỳ họp gần nhất. Báo cáo thẩm tra của Ủy ban pháp luật tán thành với quy định về hệ quả đối với người được lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm, tuy nhiên đề nghị chỉnh lý lại theo hướng trong trường hợp người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nửa đến dưới 2 phần 3 tổng số đại biểu đánh giá tín nhiệm thấp mà không xin từ chức thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trình Quốc hội, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Trình Hội đồng Nhân dân bỏ phiếu tín nhiệm thay vì quy định phải có cơ quan hoặc người có thẩm quyền giới thiệu như trong dự thảo nghị quyết.